Xin chào các bạn, đây là chậu cây may mắn tài lộc mà mình đã làm. Khi các bạn vào các cửa hàng chuyên bán cây cảnh, các bạn sẽ thấy người ta bày bán rất là nhiều những cái chậu cây may mắn tài lộc nhỏ xinh như thế này. Thì chậu cây may mắn tài lộc được ghép lại từ hai loại cây, phía dưới này là lớp cỏ may mắn, phía trên này là cây tài lộc. Cỏ may mắn được gieo từ hạt thanh long. Có rất là nhiều bạn hỏi mình tại sao cây thanh long mà lại được gọi là cây cỏ may mắn. Theo mình suy luận, thanh long, long có nghĩa là rồng, mà rồng theo văn hóa phương Đông là một con vật tượng trưng cho sự may mắn, và nó được gieo thành một lớp cỏ như thế này, cho nên cái tên cỏ may mắn xuất phát từ đó. Còn phía trên này là cây tài lộc. Cây tài lộc thực chất chính là cây mùa u. Người ta trồng cây mùa u vào chậu và gọi là cây tài lộc, đó chính là vì hình dáng của nó. Có rất là nhiều loại cây người ta không chọn để trồng, nhưng người ta lại chọn cây mùa u là vì hình dáng của nó mang ý nghĩa phong thủy. Ở chỗ mình bây giờ thì chỉ còn những cái cây mùa u nhỏ thôi, cho nên trái không nhiều. Cách đây nhiều năm thì chỗ mình có nhiều cây mùa u cổ thụ, rất là nhiều trái, trái khô rụng quanh gốc rất nhiều. Sau này người ta dần đốn bỏ, cho nên chỉ còn những cái cây mùa u nhỏ như thế này thôi, cho nên trái ít. Đây là hoa của cây mùa u. Đây là trái của nó. Đây là những trái mùa u đã già, mình vừa hái xuống từ trên cây. Còn bên cạnh là những trái mùa u được mình hái xuống và phơi khô. Với cây mùa u nhà mình cũng không có nhiều trái, cho nên mình phải hái xuống và phơi khô. Chứ những cây mùa u cổ thụ lâu năm thì trái khô rụng rất nhiều dưới đất, mình chỉ việc nhặt đem vào ươm thôi. Trái còn xanh thì mình sẽ đem phơi ngoài nắng cho đến khi vỏ của nó chuyển sang màu đen. Cũng phơi nhiều ngày thì vỏ của nó mới khô và chuyển sang màu đen như thế này được. Bây giờ mình sẽ đập vỏ của những trái đã khô này để ươm. Bạn thấy trái đã khô lấy hạt rất dễ dàng. Mình không lấy hạt của những trái còn xanh mà phải phơi cho khô, là vì khi đập những trái đó thì phần hạt rất là dễ bị tổn thương, và khi ươm rất hay gặp tình trạng nó bị xì mủ, tức là nhựa của hạt nó bị chảy ra, nhìn rất là xấu. Trái đó khô đôi khi cũng bị xì mủ nhưng mà nó ít hơn. Bây giờ mình sẽ trộn đất để ươm hạt. Mình dùng một chậu phân trùng quế và một chậu mụn dừa. Mụn dừa nhiều nơi người ta gọi là sơ dừa. Nếu như các bạn không có phân trùng quế thì các bạn có thể dùng một loại phân nào khác cũng được, ví dụ như là phân bò hay là phân dê đã ủ hoai. Còn các bạn không có mụn dừa thì các bạn có thể thay thế bằng tro trấu. Sau khi cho vào chậu thì mình sẽ tưới nước. Bây giờ mình ghim hạt vào để ươm. Hạt có hai đầu, một đầu nhọn nhiều và một đầu nhọn ít. Mình sẽ ghim cái đầu nhọn ít xuống, còn cái đầu nhọn nhiều thì mình sẽ quay lên trên. Các bạn lưu ý là các bạn làm ngược đầu thì nó không mọc được đâu nha các bạn. Mình nhắc lại là các bạn ghim cái đầu mà nó nhọn ít xuống, còn cái đầu nhọn nhiều thì các bạn quay lên trên.
Các bạn để chậu ươm nơi có nắng nhẹ. Các bạn nên để nơi có tán cây che bớt nắng, tránh ánh nắng quá gay gắt. Đây là hạt mùa u sau khi ươm được 3 tuần. Cũng có hạt bị chảy mủ nè các bạn. Nếu như các bạn lấy hạt từ trái còn xanh thì tỷ lệ hạt bị chảy mủ rất nhiều. Và mình sẽ trộn đất để trồng cây tài lộc vào chậu. Mình dùng nửa chậu phân bò, nửa chậu phân trùng quế, một chậu mụn dừa. Các bạn không có phân trùng quế thì các bạn có thể dùng một chậu phân bò đã ú hoai trộn với một chậu mụn dừa. Còn nếu như các bạn không có mụn dừa thì các bạn thay thế bằng tro trấu. Mình sẽ trộn đều lại. Mình sẽ trồng vào cái chậu nhỏ xinh như thế này. Sau đó tưới nước. Mình cho đất ở giữa nó cao lên để trồng cây tài lộc. Còn đất xung quanh mình cho thấp xuống, vì mình muốn trái của cây tài lộc nằm trên lớp cỏ may mắn. Mình sẽ lựa những cây có dáng bằng nhau để trồng chung. Do mình ươm ít cho nên cũng không có nhiều sự lựa chọn. Mình chọn 5 cây lớn nhất, nó hơi lệch nhau một chút xíu. Mình khoét lỗ chính giữa, sau đó trồng cây tài lộc vào. Do cây tài lộc có rễ dài cho nên mình khoét lỗ thật sâu xuống. Mình nhập 5 cây chụm vào nhau như thế này, sau đó trồng xuống. Lớp đất xung quanh còn cạn cho nên mình moi sâu thêm một chút. Sau đó mình lấy mụn dừa rắc lên một lớp mỏng. Một lớp mỏng để cách ly hạt cỏ may mắn với đất bên dưới, giúp nó không bị úng. Lớp mụn dừa các bạn chỉ cần làm mỏng thôi nha các bạn. Sau đó mình tưới nước. Bây giờ mình sẽ gieo hạt cỏ may mắn lên. Hạt cỏ may mắn chính là hạt thanh long.
Bạn nào chưa biết cách lấy hạt thanh long trồng cỏ may mắn thì vào phần mô tả của video này sẽ có đường dẫn đến clip lấy hạt thanh long trồng cỏ may mắn mà mình đã làm. Mình gieo hạt đều như thế này. Sau đó mình tưới nước phun sương cho hạt ướt đều. Cây tài lộc này nó mọc rất cao so với những cây còn lại, cho nên mình sẽ ngắt ngọn cho nó cao chậm lại. Và những cây xung quanh sau một thời gian nữa thì nó sẽ cao bằng cái cây này. Nơi ươm cần có nắng, nếu không cỏ may mắn nó sẽ mọc lên cao, nhìn không đẹp. Các bạn có thể xem lại clip cách ươm cây may mắn có dáng thấp và đẹp của mình để biết cách ươm cây may mắn. Mỗi ngày một lần các bạn sẽ phun sương cho hạt nó không bị khô. Các bạn lưu ý là chỉ phun sương để hạt không bị khô thôi. Các bạn tưới nhiều thì nó sẽ bị úng. Sau 3 ngày thì cây may mắn đã nảy mầm. Mấy ngày nay trời âm u và có mưa, cho nên những cây may mắn của mình nó mọc hơi cao rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ buộc 5 cây tài lộc này lại với nhau. Mình sẽ dùng kẽm gói quà màu vàng như thế này để buộc.